Xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay trên kênh VTV. Thưa quý vị, trong video hôm nay VTV sẽ chia sẻ cũng như là cập nhật đến quý vị một cái thông tin. Đó là một Việt kiều Úc vừa bị bắt ở tại Cà Mau. Và theo những cái thông tin cập nhật là nhận tiền của chính người với lại của chính người đó quý vị, với tổng cái số tiền là trên 1 tỷ đồng và hứa rằng là đưa đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài thì bị bại lộ cái sự việc trước toàn Việt kiều Úc, cho rằng là mình không có lừa ai cả. Và nguyên nhân không đưa sang nước ngoài lao động là do bị hại không làm đúng cái thủ tục, thiếu những cái thủ tục cần thiết để mà được đi nước ngoài. Thì đó là cái nội dung cập nhật theo như tòa án ở tại thành phố Cà Mau vừa xét xử xong cái vụ án. Và hiện nay thì đã được báo chí họ đưa tin nha quý vị. Đây cũng có thể gọi là tham khảo trên mạng. Vụ án nữ Việt kiều Úc lừa tiền tỷ đối với người dân ở tại cái khu vực miền Tây đó quý vị. Theo như lời ngon ngọt này được thốt ra từ miệng của chị Việt, chị sinh năm 1986 là Việt kiều có quốc tịch Úc, khiến nhiều người đặt trọn niềm tin để mà có thể có một cái tấm vé ra nước ngoài để đi làm. Chị Việt thì đi về Cà Mau và tạm trú nhà của bà con cô bác ở phường 1 thành phố Cà Mau. Trong một lần mà cùng với anh em đến dự tiệc tại một cái trại tôm ở phường Tân Xuyên của thành phố Cà Mau, thì chị cũng có tự giới thiệu với mọi người thì chị là Việt kiều Úc, có quen biết với lại dịch vụ lao động làm việc xuất khẩu lao động đó ở nước ngoài tại Úc. Nếu như mà ai có cái nhu cầu xuất khẩu lao động sang Úc thì chị sẽ giúp đỡ làm cái hồ sơ với chi phí chọn gói mỗi lao động là 200 triệu đồng. Ai đăng ký đó thì đưa trước 100 hoặc là 50 triệu để mà lo thủ tục. Cái phần còn lại thì khi mà đến Úc thì sẽ đưa sau. Và để tạo thêm cái lòng tin thì chị hứa hồ sơ thì sẽ được hoàn thành từ 3 tới 6 tháng, sẽ được sang Úc làm việc. Qua bên đó nếu như mà ai không tìm được việc làm phù hợp thì có thể làm trong nông trại của chị đó, sẽ được lo ăn lo ở. Trong suốt 6 tháng, hàng tháng mỗi người sẽ được trả lương là 70 triệu đồng. Thì tin lời của cái chị này cho nên vợ chồng của ông Đức ngụ tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, thông qua Trần Hữu Phương, một chủ trại tôm, và đưa cho chị Việt tổng cái số tiền là 300 triệu đồng. Nhận tiền xong thì chị ta kêu vợ chồng ông Đức lo làm hộ chiếu, ngoài ra là làm thêm cái thủ tục giấy tờ khác. Sau mà nhiều tháng chờ đợi thì ông có hỏi cái chị Việt này về cái việc làm hồ sơ và thời gian đi Úc lao động. Thì chị nói rằng là chị không có biết, cho nên là ông này ông cũng đã báo cơ quan công an và trình báo cái vụ việc thì được cảnh sát điều tra tiến hành xác minh. Thì qua đó là cũng không chỉ là có vợ chồng ông này, mà từ ngày 1 tháng 4 cho tới năm 23 là cái chị Việt kia là cũng đã hứa hẹn làm hồ sơ thủ tục bảo lãnh đi xuất khẩu lao động sang Úc cho 9 người ở tại cái thành phố Cà Mau, chiếm đoạt cái số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Cho tới tháng 6 của năm 2023 thì chị đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam. Và trong cái quá trình điều tra thì chị nhận thấy rằng khi mà thấy nhiều người ở tại cái buổi tiệc ở trại tôm á, là quan tâm đến đời sống cũng như là muốn tìm hiểu con đường để mà đi qua Úc làm việc. Cho nên là chị đã nảy sinh cái ý định là gian dối và làm hồ sơ bảo lãnh cho lao động Úc sang làm việc hưởng lương cao. Khi mà nhận được tiền của các bị cáo thì chị mang đi cọc mua nhà mua đất ở tại Cà Mau, thuê xe hơi để đi lại, chuyển vào những cái tài khoản của những cái tên như là tên B, tên C, tên A, tên H gì đó, là tài khoản ngân hàng để mà làm hồ sơ vay tiền qua mạng cũng như là một phần để mà tiêu xài cá nhân. Thì cho tới cái ngày 15 tháng 3 thì Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức cái phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cái chị này là một Việt kiều Úc tại cái phiên tòa sơ thẩm, và cho rằng là gì, mình không lừa gạt ai cả. Và chị ta đã thu tiền của những cái người này để mà tạm ứng tiêu xài trong cái thời gian ở Việt Nam, bởi vì phía bên Úc thì cũng đã có người chi trả cho cái dịch vụ lao động việc làm. Thủ tục thì vẫn đang tiến hành nhưng mà do thiếu giấy tờ theo quy định xuất khẩu lao động cho nên là đã nhiều lần kêu những cái người đó đóng tiền để mà hoàn lại, nhưng mà họ không làm.
Trong khi đó thì tất cả bị hại đều cho rằng khi mà nhận tiền của họ thì chị ta nói rằng là sẽ lo liệu mọi việc. Tuy nhiên thì chị ta cứ cố tình vòng vo chối tội nhưng mà không chứng minh được cái năng lực tài chính cũng như là trung gian giới thiệu làm việc công ty nào cả ở bên Úc đó. Thì vì vậy là sau cái thời gian mà nghị án thì hội đồng xét xử cũng đã quyết định tuyên án với cái chị Việt này lừa đảo, cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt là 10 năm. Thì từ cái sự việc này, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau thì cũng đã khuyến cáo người dân rằng là không nên tin tưởng lời hứa đi nước ngoài lao động. Nếu như mà có tư vấn thì hãy đến những cái trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm để có thể được giải thích rõ. Bên cạnh đó thì đây cũng là một cái lời cảnh báo đối với tất cả bà con khi mà về Việt Nam. Bởi vì cái đồng tiền che mắt mà đã tạo ra những câu chuyện không có thật, do là những anh chị, quý vị mà sinh sống ở nước ngoài đó quý vị, khi mà trở về Việt Nam thì có một phần nào đó giới thiệu được cái ở bên nước ngoài là tạo cho họ, tạo cho người dân Việt Nam những cái sự tò mò cũng như là mong muốn đổi đời đó, để có thể là được một chân đi qua nước ngoài làm việc. Thì đối với cái sự việc như thế này thì nó cũng không còn là mới nữa, cũng đã xảy ra rất là nhiều rồi. Và rất nhiều anh chị đã bị lừa từ cái diện lao động định cư cho đến là đi xuất khẩu lao động, mà được những cái công ty môi giới giới thiệu này kia đó, hầu như là đều rơi vào cái tình cảnh tương tự, tiền mất tật mang, trong khi mà lại không thể nào được theo như nguyện vọng. Và thậm chí những cái người mà gây ra cái sự việc này rơi vào cảnh tù tội, giống như là cái chị Việt quốc tịch Úc này thì đã bị tuyên phạt 10 năm tù. Thì quý vị thấy rằng là với một cái số tiền là hơn 1 tỷ đồng mà đánh đổi 10 năm tù thì nó cũng không xứng đáng chút nào cả. Nếu như mà đối với chị này mà sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt là chịu khó làm việc đi ở nước ngoài đó, thì khoảng tầm 1 năm thôi cũng đã kiếm được cái số tiền gấp mấy lần cái đó rồi, đúng không quý vị? Nói chung là nhiều anh chị kiếm còn nhiều hơn nữa đó. Mỗi năm thì có lẽ quý vị kiếm tầm khoảng hơn 100.000 đô đi. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, tùy theo cái ngành nghề, tùy theo cái lĩnh vực mà mình làm. Nhưng mà chắc chắn với quý vị rằng 1 năm mà kiếm 1 tỷ ở nước ngoài thì nó cũng sẽ là một cái con số không khó mà cũng không hề dễ. Nói chung là sẽ tùy theo cái mức chi tiêu của từng người thôi, đúng không quý vị? Thật ra thì với cái việc mà lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ và phải ngồi tù 10 năm thì chắc chắn rằng khi mà mãn hạn tù đó quý vị thì khó có thể là quay trở lại về nước Úc nữa, bởi vì cũng đã có tiền sự. Và với cái thứ hai nữa là liệu là còn giữ được quốc tịch hay không. Thì cái chị này có cái địa chỉ thường trú tại bên Úc rồi. Không riêng là cái trường hợp nhiều người mà mong muốn đi xuất khẩu lao động sang Úc, mà hiện nay đó quý vị thấy rằng là rất nhiều bà con, rất nhiều cô bác anh chị đang mong muốn, cũng như là các bạn trẻ thì muốn thay đổi cuộc sống, muốn thay đổi về môi trường làm việc. Thành thử ra là đi tìm rất là nhiều thông tin về cái vấn đề là đi xuất khẩu lao động. Thì cụ thể hơn đó là đi nước ngoài làm việc ở các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Còn đối với lại Canada, Úc hay Mỹ là ba nước có thể nói là rất khó. Còn ở châu Âu thì rất là ít quý vị, người dân đi qua châu Âu xuất khẩu lao động ở ít lắm. Chỉ có ở Trung Đông cũng có thôi. Tuy nhiên là cái thị trường mà thất nghiệp đối với xuất khẩu lao động của người dân Việt Nam đó là qua Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Còn mà đi qua bên Mỹ thì chủ yếu là theo diện đoàn tụ người thân, đi thăm thân nhân thôi. Có nhiều người thì khi mà kết hợp đi thăm đó quý vị, xong rồi ở lại để mà làm việc luôn thì cũng có. Rồi cũng có những người mà đi du lịch xong thì cũng ở lại làm việc. Rất là nhiều những cái trường hợp mà khác nhau cũng đã xảy ra. Và được rất là nhiều những cái lời cảnh báo cũng như là sở di trú ở các nước thì có chia sẻ những cái thông tin mà VTV chia sẻ đến quý vị liên quan tới các nước trên thế giới hiện nay đó. Thì đa số quý vị đó là những cái vụ án mà xảy ra và được sở di trú họ cảnh báo, và họ đưa lên những cái thông tin này nhằm cảnh báo cũng như là nhắc nhở người dân, đặc biệt đối với người dân Việt Nam khi mà ở nước sở tại của họ thì nên tuân thủ luật pháp, rồi là bị trục xuất cũng như là bị tước cái quốc tịch. Và đó là một cái số cái thông tin mà VTV cũng muốn cập nhật đến cho quý vị trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo cũng xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin như thế này. Vừa qua thì Việt Nam đàm phán với lại nước về miễn thị thực song phương
là có thể nói là cái thông tin cũng đáng mừng đối với người dân ở Việt Nam khi mà được thêm 15 nước nữa đi ra nước ngoài, không cần phải xin Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ ngành đàm phán các nước miễn thị thực song phương với 15 nước ngoài, tức là đàm phán với 80 nước về cái miễn thị thực, hộ chiếu ngoại giao và công vụ đối với 15 nước này. Thì cái thông tin cập nhật đến thời điểm hiện tại là họ vẫn chưa có công bố quốc gia nào cả. Thì VTV cũng chia sẻ thật với quý vị luôn là không có vòng vo. 15 nước họ đưa cái thông tin chỉ là nói như vậy thôi quý vị, chứ chưa có công bố, chưa công khai bao gồm là nước nào. Rồi thì cũng có rất là nhiều người mong muốn rằng là có thể là 15 nước này, có thể là Mỹ này, hay là Úc này, hay là Canada, rồi có châu Âu. Những cái quốc gia phải nói là rất khó xin visa thưa quý vị. Nhưng mà đó chỉ là ước mơ thôi, đó chỉ là mong cầu thôi. Còn thực tế thì chắc là sẽ không bao giờ xảy ra đâu quý vị. Chắc chắn không có thể nào mà miễn thị thực song phương được với Mỹ, hay là Úc, hay là Canada. Và có lẽ là chỉ là một số tiểu quốc gia nào đó thôi. Cụ thể thì vào chiều ngày 18 tháng 3 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như là những cái người bên lĩnh vực ngoại giao cũng đã chất vấn và đặt cái vấn đề mở rộng visa nhằm thu hút khách du lịch được rất là nhiều người quan tâm. Và theo những cái thông tin thì nhiều năm trở lại đây, Việt Nam là một cái điểm đến ưa thích đối với khách du lịch nước ngoài mà khám phá ở tại cái khu vực phía Bắc như các tỉnh Hà Giang này, để mà thu hút khách du lịch phải có cái chính sách là gì? Miễn thị thực. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có một số nước ít miễn thị thực cho công dân Việt Nam và cái việc xin thị thực nó còn khó khăn. Theo như cái Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nêu giải pháp để mà cải thiện cái tình hình, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đi nước ngoài cũng như là khách nước ngoài về Việt Nam đông hơn. Trong đó thì cái việc mà thúc đẩy du lịch và ngành kinh tế mũi nhọn trong việc quan hệ ngoại giao để có thể là càng mở rộng. Bên cạnh đó thì cái việc mở rộng cấp visa điện tử, Việt Nam cũng đã được cấp miễn thị thực cho 28 nước. Như vậy là 15 nước miễn song phương và 13 nước miễn đơn phương là cái đại biểu so sánh với các nước trong cái khu vực hiện nay thu hút khách du lịch như là Việt Nam, Singapore miễn cho 164 nước, Malaysia miễn cho 162 nước, Philippines miễn cho 157 nước, Thái Lan miễn 64 nước. Và rõ ràng là sẽ có những cái sự cạnh tranh rất mạnh. Như vừa qua quý vị cũng thấy rồi, Thái Lan và Trung Quốc thì họ đã miễn thị thực song phương. Tức là người dân Trung Quốc về Thái Lan hiện nay thì không cần phải xin visa mà họ bay về nhập cảnh bình thường. Chính vì cái điều đó mà du lịch ở Thái Lan hiện nay cũng đang rất là phát triển quý vị. Đặc biệt là gì? Trung Quốc hiện nay về Việt Nam đó thì quý vị thấy rất là ít ở Nha Trang. Hiện tại chủ yếu là khách Hàn Quốc thôi. Khách Trung Quốc hiện nay họ đã đổ xô đi qua bên Thái rất nhiều rồi. Hiện nay thì có 13 nước Việt Nam miễn thị thực đơn phương. Nhưng mà những cái địa bàn trọng điểm khách, những cái địa bàn trọng điểm khách do du lịch đến Việt Nam thì rất là ít. Chính vì vậy là 15 nước, cái này quý vị, trong tương lai là sẽ có được công bố cũng như là chính xác những cái quốc gia nào. VTV sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị khán giả cùng nghe ha. Và rất là tiếc phải thông báo với quý vị là nội dung của video ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi. Rất xin được cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.